Mới đây sáng 18 tháng 5, truyền thông Hàn đưa tin Gbrand sẽ tan rã trong tương lai. Theo một báo cáo độc quyền từ tên NASA, Gbrand được cho là sẽ sớm tan rã. Các thành viên sẽ đi theo con đường riêng vì họ không thể gia hạn hợp đồng với Source Music. Theo đó, việc Gbrand sẽ sớm tan rã nhanh chóng gây chấn động với người hâm mộ và các fan của nhóm nói riêng. Lý do dẫn đến việc tan rã chính là không thống nhất được việc gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản là Source Music và lớn hơn là Big Hit. Sau đó, Source Music thông báo chính thức rằng hợp đồng của Gbrand kết thúc vào ngày 22 tháng 5. Công ty cho biết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận tích cực, Gbrand và Source Music đã thống nhất đi theo con đường riêng để tiếp tục phát triển. Trong vòng 6 năm qua, Gbrand đã nhận được tình yêu vô bờ bến của fan K-pop nhờ concept, các màn trình diễn và bài hát đa dạng, qua đó đánh dấu thế hệ nhóm nữ và âm nhạc mới. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành. Gbrand ra mắt vào năm 2015 và phát triển thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc nhờ vô số phong cách concept và kỹ năng của họ. Gbrand cũng đã thu hút được nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới nhờ vũ đạo mạnh mẽ và đồng bộ. Màn comeback gần nhất của nhóm với Mago. Từng có thông tin cho rằng hợp đồng của Gbrand sẽ kết thúc vào năm 2021. Tuy nhiên, việc 6 thành viên không lựa chọn tái ký là cú sốc lớn đối với fan. Dù vậy, không rõ Gbrand sẽ tan rã hay chỉ rời công ty. Cách đây không lâu, cộng đồng trực tuyến Idol Sure Hàn Quốc từng công bố tài liệu từ Big Hit Entertainment và hai công ty được họ mua lại là Source Music và Bladis Entertainment. Thông tin về hợp đồng của các nghệ sĩ, số lượng thực tập sinh cũng như kế hoạch tương lai của các công ty này đã được tiết lộ, khiến cộng đồng mạng tò mò. Theo đó, hợp đồng của BTS và Big Hit sẽ có hiệu lực đến năm 2024, trong khi thời hạn hoạt động của nhóm nhạc đàn em TXT kéo dài đến năm 2026. Seventeen và NewS cũng hết hạn với Bladis vào năm 2022. Trước đó, từng có thông tin BTS tái ký hợp đồng 7 năm với Big Hit, hợp đồng mới có hiệu lực từ năm 2020. Nhưng theo tài liệu trên, thì thời hạn hợp đồng giữa hai bên khép lại vào năm 2024. Ngoài ra, số lượng thực tập sinh của Big Hit, Bladis và Source Music cũng được tiết lộ. Có thể còn nhiều thực tập sinh chưa ký hợp đồng độc quyền, nhưng tài liệu được công bố chỉ tiết lộ những người đã ký. Và điều này cũng không đảm bảo rằng họ sẽ được ra mắt trong tương lai. Hiện tại, Big Hit có 31 thực tập sinh, bao gồm những thí sinh đang tranh tài ở show sống còn Islands. Source Music có 28 thực tập sinh, còn số người đang thực tập ở Bladis là 72. Ngoài ra, tài liệu còn công bố kế hoạch ra mắt nhóm nhạc của từng công ty. Big Hit hiện không có dự định lập nhóm mới cho tới năm 2022. Nhiều khả năng vì TXT vẫn còn là tân binh. Source Music và Bladis Entertainment có thể trình làng nhóm nhạc mới trong năm 2021, giống như Belief Lab, công ty vốn có kế hoạch debut những thực tập sinh của Island. Tuy nhiên, kế hoạch thực tế của các công ty chưa chắc đã giống như trên giấy tờ. Họ có thể đẩy nhanh tiến độ hoặc trì hoãn màn ra mắt của gà nhà. Dù vậy, những gì họ tiết lộ không khỏi khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng lớn, nhất là khi Big Hit thâu tóm cả Bladis, Source Music lẫn Philip Laff.